tôi bên hồi nãy giờ nét nét không có bệnh nhà có cả nhà, và có một chỗ ở chỗ công an ở bên đó điều hành. Đây cái nhà bên này bên kia. Test covid rồi mới được đi cả nhà. Có giấy test covid được đóng mập rồi mới được đi. Test được miễn phí cả nhà ơi. Test covid thì đã có nhiều cái F0 đó, bây giờ người ta sẽ khử trùng để test tiếp. Nhưng bây giờ cái khu bên đó là đã có rất nhiều người dân đổ về là đã bị F0. Bây giờ là không biết ai F0 ở cái nhà. Rất là nguy hiểm. Cho nên mong bà con hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy về quê nha. Đâu đó mình không bị vừa dính covid nhưng mà mình đi đến đây tiếp xúc gần như thế này và sẽ bị covid.
ngay lập tức. Hy vọng rằng bà con có thể là nghĩ lại điều mình đang làm và có thể là ở nhà giữ gìn sức khỏe của mình, cố gắng vượt qua, bảo vệ tính mạng của mình. Chứ bây giờ là đã có nhiều F0 tại chốt rồi, kiểm dịch rồi. Bây giờ người ta đang sát khuẩn để tiếp tục kiểm dịch cho bà con được về cả nhà nhé. Bà con đã chú ý ai có giấy xét nghiệm 2 ngày gần nhất cầm trên tay thì có xét nghiệm lại. Bà con các tỉnh khác cũng lưu ý ai có giấy xét nghiệm 2 ngày gần nhất cầm trên tay cũng qua chốt có xét nghiệm lại. Bây giờ người dân đứng chằng chịt với nhau như thế này đây, rất là nguy hiểm. Khi mà có F0 ở trong này thì vùng lan tỏa nó sẽ rất là rộng cả nhà nha. Đứng chằng chịt sát với nhau như vậy, hy vọng rằng bà con một lần nữa thì đi xin hy vọng rằng bà con ở lại, và nếu có cần hỗ trợ thì chúng em làm từ thiện, chúng em sẽ hỗ trợ được ai chúng em hỗ trợ bớt. Chứ thật sự mà bà con về như vậy rất là nguy hiểm. Đây đã có rất nhiều ca F0 rồi. Và bây giờ thì BB sẽ hẹn cả nhà vào video tiếp theo của BB để cập nhật tin tức hiện tại ở đây bây giờ như thế nào. Và BB sẽ câu những người già để em nào đang cần hỗ trợ, đang cần cứu thì BB sẽ giúp đỡ nha cả nhà nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hết một tốp giày đặt như vậy rồi, bắt đầu thêm một tốp nữa cả nhà, một tốp giày thêm thứ hai cả nhà nha. Rất là đông. Bây giờ hiện tại bây giờ là người ta nghe thông tin là đổ về rất là nhiều. Hiện tại bây giờ bà con càng ngày càng đông cả nhà ơi. Có thể là sẽ bị ùn tắc. Ngày hôm qua giờ chiều, ngày hôm qua tới giờ khuya rất là đông. Khuya rất là đông. Những chiến sĩ công an đã nỗ lực ngày đêm phục vụ cho bà con đưa về quê. Không biết tại sao mà bà con quyết định về quê đông như vậy. Đây cả nhà, quê về rất là đông. Bây giờ người dân đi kiếm những tờ giấy test Covid để về cả nhà. Đây những cái bảng cứ dày đặc, cái ngày liên hồi liên tục không nghỉ luôn cả nhà. Tiếng xe giờ đổ về hàng ngàn chiếc xe máy và hàng ngàn chiếc xe khách để đưa bà con về. Rất đông. Từ người già trẻ em đổ về miền Tây rất nhiều. Đó. Người dân đi làm được rồi nhưng mà người dân vẫn phải về. Không biết lý do tại sao mà người dân vẫn về. Hy vọng rằng là bà con có thể nghĩ lại, tại vì bây giờ dịch bệnh như vậy tập trung rất đông, rất là nguy hiểm. Đoạn video lúc đầu thì BB đã quay cho cả nhà xem là hàng ngàn người đã hết rồi. Bây giờ bắt đầu một tốp hàng ngàn người tiếp theo. Đây. Chỉ tầm cỡ tầm 5 phút thôi, mọi người đang giơ tay để xin về, các tỉnh xin về đây nè. Đây cả nhà, đây hàng ngàn người đang xếp hàng đứng đầu. Và tới đọc các tỉnh nào được về thì họ sẽ được đi cái đường khác, được đưa về cả nhà. Các cô chú chiến sĩ công an đang nỗ lực điều hành cho một cách thích hợp nhất để cho bà con khỏi bị ùn tắc trong mùa bệnh dịch này. Tập hợp bây giờ đứng sát với nhau, không có cách ly luôn cả nhà ơi. Đó, bây giờ đứng sát tập trung đông như vậy đây. Hy vọng rằng là bà con từ từ hẳn về, hay là mình sắp xếp mình hội đồng hương họ sẽ tính cách cho mình về từ từ, chứ đừng có về như vậy rất là nguy hiểm. Mong rằng bà con có thể nghĩ lại. Thì bây giờ đây tập trung rất là đông, đứng sát với nhau chằng chịt. Đây cả nhà, ngay cả một chiếc xe đạp cũng về luôn. Ủa anh ơi, anh cũng về quê luôn hả? Tại sao anh đi xe đạp? Không có xe không đạp. Anh làm gì trên thành phố này? Đi làm phố hồ. Phố hồ hả? Đi xe đạp gì luôn hả?
Anh quê ở đâu? Cần Thơ. Cần Thơ. Bây giờ gì người ta lên xe người ta đạp, anh đạp từ đâu về đây? Xuống đây quận mấy đây? Quận 7 rồi. Anh quận 7 đạp xuống đây luôn. Đạp xe đạp cả nhà. Anh đạp xe đạp xuống đây để có thể là về quê. Rồi tại sao anh không ở lại để kiếm việc làm trên đó? Được mọi người rồi mà. Bây giờ thấy làm nó khó khăn quá, dưới lần hôm mấy giờ không có tiền đóng nhà trọ, nhà trọ đuổi đi rồi. À đủ đi. 3 tháng không có tiền đóng. À. Rồi giờ về quê. Ờ chúc anh về quê thường lộ bình an nha. Với lại hy vọng rằng là có thể sớm trở lại để làm việc trên Sài Gòn, chứ mà về quê hết như vậy rất là nguy hiểm. Nãy giọng chưa ghi đó hả? Đây cả nhà. Đây giấy tờ rồi rồi. Anh mang theo võng để anh đi luôn hả? Võng mang cho xe đi luôn. Đi xe ngủ. Có gì đi dọc đường mệt ngủ. À, đi dọc đường mệt ngủ. Trời ơi. Ba bốn tháng giờ văn xài đây khổ lắm rồi. Khổ quá rồi, phải ra chạy về cô hả? Chừng nào Sài Gòn cái ổn định đi rồi mới có lên làm lại. Dạ. Yeah. Đây cả nhà, rất đông xe máy và những cái xe chuyên dụng mà con đi tới đây á, thì sẽ được đưa lên xe tải, còn người dân sẽ lên xe khách đi về cả nhà nhé. Cô con cũng không rõ nữa, hình như là test xong là cô được về luôn ở nhà không á. Dạ. Rõ chứ giờ cách ly tốn tiền, bây giờ không có tiền đâu. Dạ. Nhà trọ thiếu 2 tháng ấy, đã chưa? Trời ơi, thiếu 2 tháng luôn hả? Vậy chứ tiền đâu đó. Rồi khi nào trả cho họ? Chừng nào với tỷ nhật còn mấy đứa em nó mặn trả nó có làm được thì nó mượn nó trả giùm. Dạ. Còn hai đứa là nó không có về, nó còn ở trả nó. Dạ. Ủa người ta không vẫn cho về hả? Tại nó không về hả mà. Dạ. Còn tôi có con cái lum chân. Dạ. Đây nha. Những cái bảng trắng như thế này là sẽ định hình cho bà con về đâu, tỉnh nào là sẽ về cả nhà nha. Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau và rất nhiều tỉnh khác ở miền Tây, bà con sẽ đổ về. Đây cả nhà, những chiếc xe chất đầy hành lý, đồ ăn, lương thực đi về. Bà con vẫn quyết định là trong khi mà được đi làm lại, được Sài Gòn mở cửa ra, nhưng mà bà con vẫn quyết định về quê. Đây,